Xin chào tất cả bạn, chào mừng tất cả bạn là con xe BMW Xiu có giá là 1 tỷ 359 triệu. Thì đối với khách hàng khi mua xe Xiu tại thời điểm này thì sẽ được tặng một sạc 7,7 kW và đặt nhà và một sạc 2 kW cầm tay. Ngoài ra BMW sẽ tặng các bạn một cái bộ chế độ V2L rất là đặc biệt, cho nên mình sẽ giới thiệu các bạn bộ chế độ V2L như thế nào. Chúng ta mở cốp xe và chỉ một bước chạm. Ở trong cốp xe của xe siêu sẽ có một bộ chuyển đổi V2L. Về bộ chuyển đổi V2L này nó sẽ lấy điện từ điện của xe ô tô, sau đấy được đưa ra nguồn để chúng ta có thể sử dụng. Còn đấy là vị trí để chúng ta lấy nguồn điện từ xe ô tô siêu. Mở nắp ra và cắm vào. Sau đây chúng ta sẽ tại vì này chúng ta sẽ có 4 ổ cắm và chúng ta sẽ cắm điện vào đây. Và đây là nguồn để lấy điện ra. Đã sáng đỏ. Và chúng ta có thể sử dụng cái điện như bình thường. Đấy, các bạn có thể thấy. Ngoài cái điện ra thì chúng ta có thể sử dụng quạt, rồi sạc điện thoại và một số cái vật dụng khác. Đấy, các bạn có thể thấy nó đen là sạch. Một lít trà được cho một buổi sáng, một lít trà vàng. Các bạn có thể nghe được cái tiếng được sôi đúng không ạ? Được đăng bắt đầu sôi đấy, để sôi nguồn điện ra rất mạnh. Cái tai cũng đã sốt, các bạn có thể đưa sốt. Và tôi sẽ tiếp tục cho nước vào đi tra tiếp tục để tôi thử thức một đi tra một sản. Mời giả. Vâng, vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn cái tính năng rất là nổi trội và bộ công cụ hay của xe Xiu, đó là bộ chuyển đổi nguồn V2L. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi. Các bạn vui lòng hãy like, share video bên dưới.